truyền thông hoàng gia, kết nối thẳng tới tiềm thức. Hai người có rảnh không? Dán cho tôi chữ tay mình nhá. Thư chào hàng của công ty hả? Nè, sao chị không giao cho văn phòng đó? Không được. Đây là thiệp cảm ơn khách hàng của cá nhân tôi, đưa cho văn phòng không tiện. Dán xong trước 4 giờ chiều nhá. Ơ chị ơi, không được đâu, em thì em bận rồi, em còn phải cập nhật danh sách số điện thoại và địa chỉ của đối tác nữa cơ. Có em thì tập hợp tài liệu để mà đưa cho sếp nữa. Thôi em không giúp được chị rồi, em nói nghe nè, hay là chị tự làm đi cũng nhanh lắm á. Làm được thì nói làm gì. Chị ra ngoài gặp khách hàng. Cái bà này nè, công nhận cái bà này nha, bà nói láo mà bà không biết bất cỡ, làm như lừa hai chị em mình dễ lắm vậy đó. Thật đấy, làm như là ai cũng là gà không bằng ấy, đi kiếm đứa ngốc khác mà lừa ấy. Ừ. Biết ngay là chị sẽ bắt chị làm mà. Đây đâu phải là chuyện của chị đâu. Chị kiểu anh bận tiếp khách. Thôi, chị giúp chị cũng được mà. Tiếp khách cái gì mà tiếp khách? Bà đi shopping thì có. Chị cứ nói là chị bận có sao đâu. Thì em biết rồi đấy, chị có biết nói dối đâu. Tính lại ngại lắm. Trời ơi, chị ơi, đơn giản lắm. Không phải là chị nói cái gì, mà là chị nói như thế nào. Được rồi, em sẽ dạy cho chị. Em là chuyên gia mà. Thật đó. Ừ. Nhưng mà chị sợ chị không làm được ấy. Trời ơi, chị ơi, em nói nghe đơn giản lắm. Chỉ cần chị nắm được nguyên tắc của nó nha. Chị sẽ nói dối được người khác, mà chị sẽ nhận ra được người khác nói dối với chị. Nguyên tắc thứ nhất, không được chớp mắt khi nói. Không được chớp mắt khi nói. Nguyên tắc thứ hai, không được cúi đầu khi nói. Không được cúi đầu khi nói. Nguyên tắc thứ ba, không được liếm môi khi nói. Không được liếm môi. Ừ. Bây giờ em sẽ là chị Kiều Anh, chị sẵn sàng nhé. Em bắt đầu đi. Cô Mai, cô sắp xếp đống tài liệu này cho tôi nhé. Dạ, không được đâu chị Kiều Anh. Tại sao? Vì em phải đi mua trà sữa chân cho sếp. Trời trời chị, cái lý do gì mà vô duyên quá vậy? Thôi nhưng mà em thấy ổn rồi, không ai nhận ra đâu. Thật đó. Ôi cảm ơn em. Thế này á, từ nay bà Kiều Anh không thể nào sai được chị việc gì nữa. Bảo Trinh. Dạ. Tập tài liệu của tôi dặn cô làm hôm trước đó, cô làm trong chưa hay là quên rồi hả? Trời ơi sếp ơi, làm gì có chuyện đó. Em đã làm rất từ lâu rồi. Cô làm gì vậy? Sếp, đống tài liệu đó em làm xong rồi. Em đã để trên bàn của sếp ngày hôm qua rồi. Nếu mà sếp không thấy thì chắc là giống cho anh cất đi rồi. Để em vô kiểm tra thử nha sếp. Đó, ít nhất là trong công ty mới có một người dễ thương, xinh xắn, nhanh nhẹn như Bảo Trinh vậy. Chứ ai mà như mà giống như là khúc gỗ mục kỳ cục quá. Sếp vừa nói cái gì là khúc gỗ mục à? Sếp bảo em là khúc gỗ mục à? Sao sếp lại nói như thế? Không, tôi xin lỗi, tại tôi lỡ tiện miệng tôi nói thôi chứ cô cũng xinh xắn giỏi giang đó chứ hả? Sếp vừa liếm môi. Sếp nói rồi em không tin đâu. Sếp làm em thất vọng quá. Truyền thông hoàng gia, kết nối thẳng tới tiềm thức.